Việt Nam 2019 khá hơn, hoạt động với vai trò người mẫu, diễn viên năm 2020 người đã tích cực tham gia nhiều hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là One Body Village, tổ chức phi chính phủ có sứ mệnh giải cứu, nuôi dưỡng và hỗ trợ xây dựng tương lai cho những trẻ đã bị xâm hại tình dục hoặc có nguy cơ cao trở thành nạn nhân khai thác tình dục trẻ em. Là một trong những fashionista có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đối với giới trẻ Việt, Châu Huy từng tham dự cũng như suốt thời gian lớn trên thế giới và được không ít nhà mẫu nổi tiếng chọn mặt mũi vàng. Hồi tháng 3 năm 2020, Châu Huy đã nhận được hiệu ứng tốt, truyền cảm hứng cho cộng đồng khi có thái độ lạc quan, tích cực trong việc cách ly tập trung sau khi bay đến Italy và Pháp. Khả năng thay đổi xuất thần sư mẫu võ tài yến không cho sự diễn của các nhà thiết kế nổi tiếng như Đỗ Mạnh Cường, Vũ Ngọc và Sơn. Năm 2020 có một lượt khán giả yêu mến dành tặng biệt danh Nữ Hoàng Cách Ly ở hình ảnh đơn mũi thân thiện trong 14 ngày cách ly tập trung sau khi từ Mỹ về nước. Sau ngôi áo quân của The Asians Next Top Model 2007, Minh Tú đã và đang khẳng định tài năng và hình ảnh bản thân. Năm 2020 có được xem là cây hài mới của biệt danh Thúy Điểu khi tiến hơn nửa năm mắc kẹt tại Bali vì Covid-19 thành chất liệu cho loạt video hài hước sinh động cập nhật về cuộc sống xứ người. Năm 2020 Miss World Việt Nam 2019 Kiều Loan bị bất ngờ khi xuất hiện trên sân khấu King of Rap với rock band Luna. Điều này cho thấy Kiều Loan không chỉ dừng lại ở dân sinh á hậu hay người đẹp mà còn nỗ lực khẳng định mình ở nhiều lĩnh vực khác. Xin chúc mừng các đề cử. Vâng, vừa rồi là những gương mặt vô cùng xinh đẹp của hạng mục mỹ nhân của năm, phải nói là đây đều là những đề cử. Anh xin được chúc mừng cho mỹ nhân của năm Võ Hoàng Yến. Vâng, xin được chúc mừng sư mẫu Võ Hoàng Yến đã đạt giải mỹ nhân của năm. Xin mời sư mẫu Võ Hoàng Yến cùng tiến lên sân khấu để nhận kỷ niệm chương của chương trình. Xin được chào, kính mời. Truyền thông trong thời gian thực hiện cách ly tập trung. Vâng, và kính thưa quý vị, cô đã đạt được tỷ lệ bình chọn của hội đồng chuyên môn độc giả là 30,5%, một con số rất là ấn tượng. Và bây giờ chúng tôi rất là muốn được lắng nghe những chia sẻ của siêu mẫu Hoàng Yến, người được mệnh danh trong giai đoạn rất là đặc biệt vừa rồi, Nữ Hoàng Cách Ly, với những hình ảnh, những video clip rất là ấn tượng, rất là dễ thương gửi đến tất cả mọi người. Xin mời Võ Hoàng Yến cùng chia sẻ. Dạ, lời đầu tiên thì bây giờ cũng là rất là hồi hộp ạ. Hoàng Yến xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người, cảm ơn báo Mosa.net. Xin được cảm ơn báo Mosa.net đã có một cái buổi lễ trao giải rất là ấn tượng và uy tín như thế này. Và cái giải thưởng lần này thì Hoàng Yến xin được gửi cho tất cả những người ở ekip của Hoàng Yến, quản lý, makeup và hair stylist, tất cả những người đã luôn đồng hành với Yến dù trong bất kỳ một khoảnh khắc nào, các bạn luôn hỗ trợ cho mình. Xin được cảm ơn tất cả những phóng viên, những anh chị em đồng nghiệp, nghệ sĩ đã luôn yêu thương cho Yến. Và xin được cảm ơn tất cả các fan đã cùng ngày đêm cày thiệt bối và ủng hộ cho Yến đây, có thể cái giải thưởng trên tay có hạnh phúc nhất ạ. Và một lời cuối cùng nữa là Yến muốn dành cái giải thưởng này cho ba mẹ của mình. Và Yến biết là ba mẹ của mình cũng đang xem chương trình này trực tuyến trên ngôi sao. Và đây là một cái giải thưởng mà đã ghi dấu ấn trong rất là nhiều năm, hơn 10 năm làm nghề của Yến, và Yến sẽ cảm thấy rất là trân trọng nó. Và một người Yến muốn cảm ơn đó chính là ông xã tương lai của Yến, dù cách xa nửa vòng trái đất nhưng mà anh vẫn luôn ủng hộ Yến trên con đường sự nghiệp nghệ thuật trong mấy năm vừa qua. Và xin được cảm ơn mọi người, đây là một động lực cho Yến tiếp tục lan tỏa những năng lượng tích cực nhất đến cho xã hội và lan tỏa đến mọi người những sức mạnh của sự sẻ chia. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn sự bảo quản rất nhiều. Xin chúc cho bảo hoàng Yến sẽ luôn luôn xinh đẹp, luôn luôn tràn đầy sự tự tin và tươi trẻ, và sẽ có một ngày kết viên mãn trong con đường tình yêu của mình nhé. Một lần nữa chúng ta cùng dành một tràng pháo tay để chúc mừng cho mỹ nhân của năm Võ Hoàng Yến. Vâng, kính thưa quý vị, và ngay sau đây để tiếp nối chương trình, chúng ta hãy cùng thưởng thức một giọng hát đầy nội lực đã tạo được rất nhiều dấu ấn trong làng nhạc Việt với hàng loạt những ca khúc đình đám. Xin trân trọng giới thiệu ca sĩ Hồ Quỳnh Hương và Vũ Minh Hòa Xuân Thảo Đình Lộc với ca khúc Tháng Năm Bên Nhau.
xin giới thiệu siêu mẫu Minh Tú ngày hôm nay trên khu vực thảm đỏ của chương trình, vô cùng cá tính và ấn tượng trong bộ trang phục của mình. Chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ người đẹp Ngọc Thảo, cô Á hậu Việt Nam ngày hôm nay của chúng ta. Vâng, và tiếp theo chúng ta xin được trân trọng chào đón sự xuất hiện của ca sĩ Hồng Nhung.